giới thiệu con Kubota này, GT90 nè. Mẫu GT này chỉ còn size nhất là 90 thôi, còn cỡ 90 thôi, có đồng hồ luôn nè. GT là chỉ còn nhất mẫu 90 thôi. Đẹp, bảo hành 3 năm luôn. Quá đẹp. Con mà chạy oxy tôm gắn xe đã là sạch 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 tối ngày sáng kia. Các bạn có chụp bơ dễ thương, bé xinh xinh nè. Sản phẩm của Thái Lan rồi đây, có chiếc KK luôn nè, thấy không, có lượng dầu đi xô luôn nè, trong lốc của chiếc KK luôn nè, bảo hành cho con 3 năm nè, 90 là 9 ngựa đó bà con, 90 là 9 ngựa, đẹp chứ, sắc sảo luôn, có đồng hồ báo giờ luôn ha. Quá ngon, 3 năm đẹp rồi. Linh kiện vũ tồn có bán đầy đủ nha bà con, bán có nha. Bạc 20 lít tông, cái gì cũng có bán nhau không. Quan trọng bà con mua cho đúng size xài thôi. Ca đẹp lắm, màu đen chống nước nha bà con.